Xin chào mọi người, hôm nay mình là lấy được một cái dao. Cái dao của mình đã được vệ sinh và bày bán. Giá dao là chưa bao gồm, giá dao là chưa tính phí ship. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để ra tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã dao và cái ngày mình gửi tin theo tiêu đề. Mọi người chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo cho các clip mới tiếp theo. Mọi người lưu ý là giá dao là chưa tính phí ship nha. Sau đây mình chỉ giới thiệu chi tiết từng cây. Mã số 1, 170K. Cây này có độ dày lưỡi là 13cm, bản rộng là 3,9cm và độ dài là 1,8 ly. Cái này cán gỗ, khâu của nó là mình khâu nhựa nhưng mà nó mòn, mình đổ keo rồi, nói chung là khâu sáo. Nó vẫn chắc chắn nhưng mà cái khâu nó sáo chứ không như còn biết mà. Lưỡi của nó là bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Cái lõi nó lòi ra, ở đây nó có cái đường vân nó để phân biệt là cái lõi ở trang nó lòi ra, mục đích để nó bán. Lõi này là lõi carbon nên nó có rỉ, là mọi người phải bôi dầu vào để chống rỉ, bôi dầu vào một đường cái lưỡi này thôi. Cái lưỡi thì còn rất là đẹp, chỉ là cái khâu nó bị cái gáy thôi, khâu nó bị xấu rồi. Cái này của hãng Hiromoto. Mã số 1, 170K. Mã số 2, 270K. Đây là một cây dao lóc. Cây dao lóc này có độ dài lưỡi là 12cm, bản rộng là 3,5cm và độ dài là 1,8 ly. Cây dao lóc này hai mặt, dùng được cho tay trái và tay phải. Lưỡi của nó là bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Cây này của hãng Kai. Mã số 2, 270K. Mã số 3 cũng là một cây dao lóc. Cây dao lóc này có độ dài lưỡi là 12cm, bản rộng là 3,7cm và độ dài là 1,8 ly. Mã số 3 này có giá là 270K. Cây này cán nhựa, khâu đúc. Lưỡi là bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Cây này cũng là dao lóc hai mặt, dùng được cho hai tay. Cây này cũng của hãng Kai luôn. Mã số 3, 270K. Mã số 4. Mã số 4 là 320K. Mã số 4 cũng là một cây dao lóc. Có độ dài lưỡi là 11,7cm. Bản rộng là 3,4cm. Và độ dài là 1,9 ly. Cán gỗ, ba cháu quy nắp. Cán còn rất là đẹp, khâu đúc liền với lưỡi, lưỡi cũng còn rất là đẹp. Lưỡi làm bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Chữ của nó được khắc thủ công. Mã số 4, 320K. Cây này cũng là hai mặt, dùng cho cỡ hai tay đều được. Mã số 5, 300K. Cây này có độ dài lưỡi là 16,2cm, bản rộng là 4,6cm và độ dài là 1,8 ly. Cán gỗ, khâu inox. Lưỡi là bằng thép không rỉ.
logo của nó in mực nha. Mã số là 300k. Mã số 6 350k. Cái này có độ dày lưỡi là 16,6, bản rộng là 4,7 và độ dài là 1,8 ly. Cán nhựa. Lưỡi làm bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi cũng không rỉ. Cái này còn rất là đẹp. Cái bản lưỡi của nó vẫn còn nguyên chứ còn nó chưa chưa bị mòn bao nhiêu rồi. Cái này của hãng Kai, mặt bên này là chữ nó in mực. Mặt sau thì nó có khác cái chữ Kai với lại mấy cái chữ nhỏ nhỏ. Cái này còn rất là đẹp. Mã số 6 350k. Mã số 7 500k. Cái này có độ dày lưỡi là 18 cm, bản rộng là 43 cm và độ dài là 1,9 ly. Cái này cán nhựa, ba chốt inox, khâu đúc liền với lưỡi. Lưỡi làm bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi cũng không rỉ. Chữ của nó in mực. Mã số 7, 500k. Mã số 8, 500k. Cái này có độ dày lưỡi là 16,6 cm, bản rộng là 4,6 cm và độ dài là 2 ly. Cán gỗ, ba chốt inox. Cái này của hãng Kai. Lưỡi làm bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Cái này còn rất là đẹp. Nó đẹp gần như mới. Nó gần như do mới luôn. Chữ của nó được khắc chữ của nó mấy cái chữ được khắc thủ công và mấy chữ được dập chìm. Mã số 8 500k. Mã số 9 500k. Cái này có độ dày lưỡi là 19,5 cm, bản rộng là 2,8 cm và độ dài là 3,1 ly. Cán gỗ. Lưỡi làm bằng 2 lớp thép. Thép carbon 2 lớp. Mình đã vệ sinh và làm rất là bóng, rất là đẹp. Rất là bán luôn, rất là đẹp. Mặt sau nó có mấy cái chữ nhỏ nhỏ. Mặt trước nó có chữ khắc thủ công. Mã số 9, 500k. Mã số 10, 1 triệu. Cái này có độ dày lưỡi là 21,5 cm, bản rộng là 2,9 cm. Và độ dài là 3,2 ly. Cái này cán gỗ không dừa. Đây là một cây dâu sashimi hai mặt. Cái này sashimi hai mặt. Cái này dùng được cho tay trái và cả tay phải nữa. Cái này lưỡi làm bằng 3 lớp thép.
Lỗi dây xanh. Chữ của nó được dập gì? Nó dập thép giấy xanh. Cái này ba lớp, lõi của nó là thép giấy xanh. Cây sashimi lõi thép giấy xanh. Mã số 10, 1 triệu. Mã số 9 này là cây sashimi này dùng cho tay phải. Đây là một cây dao sashimi nhưng mà nó vắt một mặt, cái này dùng cho tay phải thôi. Mã số 10 là mã số 11, 200k. Cái này có độ dài lưỡi là 16,6 cm, bản rộng là 46 cm và độ dài là 2 ly. Cá gỗ. Lưỡi làm bằng thép không rỉ nguyên khối. Cái này của hãng Kai nhưng mà mình vệ sinh nó bay logo rồi. Mình đã bán nó kỹ quá đó. Giờ nó có mấy vết xước thì mình đánh cho nó hết vết xước là nó bài luôn, bài luôn chữ cài rồi, cho nên không còn logo. Cái này mã 11, 200k. Cái này chỗ này nó hơi đen đen, có vết rổ rổ dạp hơn cái này. Mình đã giới thiệu xong một số mã dao. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã và cái ngày mình ghi trên thanh tiêu đề. Mọi người lưu ý là giá dao là chưa tính phí ship. Giá dao mình đọc trên này là chưa tính phí ship nha. Mọi người chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo cho các clip mới tiếp theo. Các dao của mình là đã được vệ sinh làm đẹp và mài rất là bán rồi. Mọi người mới về là dùng chứ không cần phải làm gì cả. Là sử dụng ngay thôi chứ không cần làm gì. Mình xin kết thúc clip ở đây. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở các clip sau.